Tổng thống Ghana chạy đua cho nhiệm kỳ thứ hai. Đương kim tổng thống Ghana đó là Nana Akufo-Addo đã tổ chức cuộc diễn hành cuối cùng tại Accra vào thứ Bảy năm tháng 12 trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào thứ hai. Akufo-Addo đã dành vài giờ để tham quan thành phố Accra, nơi anh đã gặp gỡ hàng ngàn người ủng hộ trước khi nói chuyện với họ trên sân khấu. Những người chỉ trích nói rằng Addo là con của cố tổng thống trước khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 1972, đã không thực hiện tốt những lời hứa tranh cử, chẳng hạn như cam kết đưa một nhà máy đến mọi quận hạt, trong khi nền kinh tế thì vẫn bị ảnh hưởng bởi nợ công cao. Tuy nhiên, Addo vẫn giành được sự ủng hộ của công chúng đối với việc xử lý đại dịch coronavirus, bao gồm việc cung cấp nước miễn phí và trợ cấp điện cho các gia đình. Những người ủng hộ cũng ca ngợi chính sách của ông trong việc miễn phí giáo dục trung học cho tất cả mọi người. Trong bài phát biểu của mình, Akufo-Addo hứa rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ mang lại sự thịnh vượng cho đất nước.